tôi nhớ là có một cô Bắc Kỳ quen một anh Nam Kỳ. Thì anh Nam Kỳ này mới nói: em ơi, nhà anh có một cái giường rộng lắm. Thì cái cô Bắc Kỳ này, cô nói mình mới quen cái ông này, sợ ông đã khoe là cái giường rộng lắm. Thì chính là ông Bắc Kỳ, ông Nam Kỳ nói là có cái vườn rộng lắm, chứ không phải là cái giường. Mà cô Bắc Kỳ thì cái tên là cái giường. Cho nên là hôm nay tiến sĩ Cao Văn Hợ sẽ nói cho chúng ta biết về những cái sự khác biệt như vậy. Và chúng tôi xin được thân thành giới thiệu tiến sĩ Hoàng Kim Long sẽ là điều hòa viên hôm nay. Và tiến sĩ Hoàng Kim Long sẽ giới thiệu về giáo sư Cao Văn Hợ. Xin mời anh Long. Dạ, cảm ơn giáo sư Huê. Thưa quý vị, giáo sư Huê hồi nãy kể, mà giáo sư Huê kể lại hơi thiếu là anh đã mời cô đó vào trường này. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được phép giới thiệu vừa qua về giáo sư Cao Văn Hợ diễn ra chúng ta ngày hôm nay. Giáo sư Cao Văn Hợ tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 67, và ông cũng tốt nghiệp cao hành chính kinh tế tại Học viện Quốc gia Hành chính năm 68. Và năm 73 thì ông tốt nghiệp PhD về Economic Finance ở Đại học Thể thao University ở Washington DC. Các hoạt động của giáo sư Hợ thì trước năm 75 ông là tránh chức vụ văn hóa xã hội phủ thủ tướng và phụ tá tổng trưởng tài chính. Ông cũng là ủy viên của Ủy ban Quốc gia dầu hỏa và thành viên của Hội đồng Quốc gia văn hóa xã hội. Bên phía giáo dục thì giáo sư Hợ cũng là phó quan trưởng Đại học Kinh thương Minh Đức và giáo sư kinh tế và tiền tệ tín dụng ở Học viện Quốc gia Hành chính, ở Đại học Vạn Hạnh và Viện Đại học Cần Thơ. Sau năm 75 thì giáo sư Hợ là chuyên gia kinh tế và cố vấn tín dụng ở Bank of America. Quý vị nào mà vay tiền mà không được bị reject ở Bank of America thì hoàn toàn giáo sư Hợ. Thưa quý vị, giáo sư Hợ cũng là cố vấn về dự án Thanet Healthcare Corporation và là thính giảng về kinh tế thương mại ở Chapman University, cũng là biên khảo. Giáo sư cũng là những người biên khảo vì nghiên cứu các sáng tác về về văn hóa với cái bút hiệu là thi sĩ Cao Kiều Phong. Quý vị nào mà coi thơ thể thi sĩ Cao Kiều Phong thì đã biết đó là cũng là giáo sư Cao Văn Hợ của chúng ta. Thưa quý vị, giáo sư Hợ cũng là chủ bút đặc sang Hoài Bão quê hương Hội Quốc gia Hành chính và đặc sang Tiền Giang. Giáo sư Hợ cũng tham gia phong trào đoàn kết Việt Nam Cộng Hòa với tư cách là sáng lập viên và là chủ tịch hội đồng giám sát. Cũng giáo sư Hợ cũng tham gia vào mạng lưới nhân quyền và thành viên của hội đồng giám sát, thành viên và ban quản trị của câu lạc bộ Hùng Sử Việt, và dĩ nhiên giáo sư Hợ cũng tham gia vào nhóm biên soạn từ điển Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu giáo sư Cao Văn Hợ. Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Kim Long. Tôi được hân hạnh đứng ở chỗ này mà tôi nghe tôi khỏe mà tôi nhẹ nữa, là tại vì cái người thứ nhất là học giả Đậu Thông Minh thuyết trình đầu tiên, kế đến là giáo sư Sơn Thuận, tức là trên lưng của thầy học giả Đậu Thông Minh có giáo sư Sơn Thuận, rồi trên cái lưng của thầy Sơn Thuận có tiến sĩ Trần Chấn Trí. Tức là những cái điều gì mà tôi muốn nói á thì chắc ba người đó đã nói rồi. Vì vậy cho nên tôi, những cái bài mà thuyết trình của tôi nó có vẻ như là một cái build up, một cái diễn trình. Mà cái diễn trình đó đó, nếu mà quý vị đã nghe học giả Đậu Thông Minh nói rồi, rồi quý vị đã nghe giáo sư Song Thuận đã nói rồi, thì có lẽ là nghe được hơn nửa cái bài tôi muốn nói. Nhưng mà quý vị có nghe một cách tỉnh táo hay không? Nghe với một cái tâm thức của mình. Là bởi vì một người mà đi 44 vòng trái đất, tức là học giả Đỗ Thông Minh đó, thì ông đi ông collect nhiều lắm. Cho nên ông phải ở dưới cái base. Rồi giáo sư Sơn Thuận, ông miệt mài hơn cả một năm nay đi ra những cái quy ước nữa. Thành ra những cái quy ước đó đó, tôi build up cái bài của tôi. Nhưng mà như vậy còn cái gì để nói nữa? Thưa có chứ. Tôi có được nói những cái điểm như thế này. Thứ nhất là
cử tọa của tôi là những thầy cô trọn lập, trọn lập tức là những người đã đứng ở đây nè, cái chỗ của tôi nè, mà giảng cho trò nghe. Thì ngày hôm nay đó, có những cái điều mà tôi nói đó, tức là tôi thế thầy cô để mà tôi nói. Và khi mà tôi nói như vậy đó, thì tôi có đi lạc đường đó, thì quý thầy cô cũng lường tâm. Tôi đã từng đứng cái chỗ đó, tôi đã từng có nói những cái điều mà đáng lẽ tôi không muốn nói, hay là tôi nói sai. Thì bây giờ ông Cao Văn Hở đó, đã nói mà có sai đó, thì cái đó cũng là một cái điều mà tôi không có gì làm lạ đó. Nhưng mà tôi xin quý vị, tôi ham mơ mơ nghề nghiệp chút. Quý vị có tập cầm tay, cầm nang hướng dẫn phải không ạ? Quý vị là trang 60. Sở dĩ mà tôi giới thiệu cái này đó là cái gì? Tôi có một cái hình, nó cũng khá đẹp. Quý vị thấy cái hình đó đó là một cái hình gì? Một cái hình đó tượng trưng cho một ông thầy. Cái ông thầy đó đó, theo thầy Sông Phận đó, là ông thầy có đội mũ. Nói một cách khác đi, quý vị mà ngó trong cái hình của 6-7 diễn giả đây, thì có thầy Sông Phận, có cái khăn đóng, có thầy dạ Trang 36, vâng, có thầy thầy Trang Chính Trí, không có đội mũ, thành ra thầy đó không phải là thầy. Rồi lại có câu sau, tôi khỏi cứ nói mất dài dòng, nhưng mà ý tôi muốn nói là ông thầy thì phải đội mũ. Vâng, thì tôi muốn nói một cái điều thứ hai nữa. Tiến sĩ Lâm nói rằng tôi có nhiều bằng mà còn là không phải bằng nào về ngôn ngữ học hết. Thành ra như vậy tôi đi theo lạc đường, là tôi đi vào trong một cái rừng đầy hoa thơm cỏ lạ. Tôi nói là tôi đi vô một cái vườn, chứ không phải là cái vườn. Nhưng mà tôi là người Nam Bộ, thành ra tôi nói cái gì cũng giống như cái đấy. Vô vườn thì cũng vậy, mà vô vườn thì cũng vậy thôi. Dạ. Có nhiều khi như vậy đó, mình có những cái khám phá bất ngờ. Nói cho cùng, hôm nay đó chúng ta thảo luận với nhau, nhưng mà tôi muốn quý thầy cô có mặt đây đó, quý vị thầy cô đó, định nghĩa nào mà tôi ưng ý nhất các thầy các cô là gì? Có phải là những người mà đi giảng dạy cho học trò hay không? Tôi nói ngay là không. Quý vị là những chiến sĩ văn hóa, chiến sĩ văn hóa. Chúng ta hôm nay, chúng ta ngồi, hoặc là chúng ta dạy, chúng ta bảo vệ cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta. Không có lúc nào mà chúng ta thấy rõ ràng rằng đó, nếu mà chúng ta có được cái ngôn ngữ riêng tiếng Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, thì cái anh chàng Trung Quốc, cái anh đó là rất là xấu xí, mà rất là gian hiểm và rất là độc. Họ muốn xóa cái tiếng Việt Nam của mình để họ đồng hóa mình cho dễ. Cho nên tôi yêu cầu các chiến sĩ của chúng ta đồng loạt hô lên tiếng Việt còn thì nước ta còn, tiếng Việt còn nước ta còn. Quý vị thầy còn thì có còn tiếng Việt. Thầy quả thật như vậy đó. Hôm nay tôi đi vào trong cái rừng đầy hoa thơm cỏ lạ của ngôn ngữ Việt Nam mà tôi không sơ lạc lối. Là đây, nếu mà tôi dẫn quý thầy cô đi vào trong cái khu vườn này đó, thì chúng ta đều cùng nhau, hoặc là đi lạc hết, hoặc là chúng ta ra khỏi cái khu vườn đó và chúng ta học được nhiều điều. Nói dài dòng thì trở lại cái vấn đề của chúng ta đó, là tiếng Việt còn thì nước ta còn. Tại vì sao? Một lần nữa tôi nói, ngôn ngữ riêng là thành trì chống cái sự đồng hóa của ngoại bang. Còn cái gì mà người ta nói là
cái chữ quốc ngữ đó. Đừng có nghĩ ngợi sai vậy, sao rồi. Cái chữ đó là cái chữ của nước ta. Mà cái chữ đó đó, Thượng Đế đã ban cái ân sủng cho chúng ta, cho các giáo sĩ tới. Vì nhiều chuyện lắm, nhưng mà có một cái chuyện là làm cho cái, đó là đem cho chúng ta một cái món quà quý báu nhất. Cái món quà đó phải là cái món quà của trời ban cho chúng ta. Nó chắc cánh cho cái ngôn ngữ Việt Nam, cái tiếng Việt Nam nó bay bổng lên ngàn dặm và nó tồn tại và nó phát triển muôn đời. Tôi nói vậy, quý vị cái nào mà quý vị chiến sĩ của chúng ta đó, chiến sĩ vô danh hữu danh đó, đồng ý hay là không đồng ý? Tôi xin thưa với quý vị, hình như là học giả Đỗ Thông Minh có nói 10 cái đặc trưng của tiếng Việt của mình. Mà tiến sĩ học giả Đỗ Thông Minh nói có một điểm, thành ra tôi quản diễn thêm thành ra cho nó rõ. Cái tiếng Việt của chúng ta đó là một cái ngôn ngữ đơn lập, tức là sao? Tức là mỗi chữ đó có một, mỗi tiếng đó có một cái âm tiết rõ ràng. Mà mình nói tách rời, dầu là nói một tràng dài, nhưng mà sự thật ra mình chỉ nói một chuỗi tiếng mà thôi. Một cái thứ hai nữa là mỗi cái tiếng Việt của mình đó là một ngôn ngữ âm chiết tính. Tức là sao? Tức là mình nói một cái tiếng đó bằng một hơi thôi. Và khi mà mình nhìn lại á, thì mình nói, ố quên rồi. Mình nói cái đó, nhưng mà sự thật ra nếu mà mình xé nó ra, thì nó như là một cái sự lắp kép. Cái đó là cái điểm mà hình như là mấy cái vị mà thuyết trình viên trước tôi đó không có nói rõ lắm. Thành ra bây giờ tôi nhân việc này đó, tôi nói thêm để tôi lấy riêng cái credit riêng của tôi chứ. Đây này, quý vị phải xem cho rõ, tại vì đây là cái khí cụ, mà cái công cụ để mà chúng ta chống ngoại bang, chống cái thằng mấy anh bà Tàu á. Cái chữ Việt của chúng ta đó, nó có cái âm đầu, âm điểm, âm chính và âm cuối, cộng với cái thanh điệu. Thì nếu mà mình đi vào trong đó đó, mình thấy rằng như vậy là chúng ta học được xong được cái tiếng Việt rồi. Trong một tiếng đồng hồ, tôi cam đoan với quý thầy cô, giả dụ như quý thầy cô quên hết, mà quý vị nó hỏi anh nói cái tiếng Việt là tiếng gì vậy, thì nói đâu có gì đâu, tôi nói một tiếng Việt có một cái âm đầu, âm điểm, âm chính, âm cuối, cộng với cái thanh điệu, sắc quyền hỏi nhã nặng để thắng. Vậy là xong rồi, chứ không phải là mình phải bỏ cái công mà mình học cả năm trời để học tiếng Nôm, à, học tiếng Hán, cái tiếng mà mấy cái anh Tàu tính cho mình học đó. Mình nói cái âm đầu, âm điểm, âm chính và âm cuối. Thì như vậy đó là chúng ta đi được một cái quãng đường rất là dài mà rất là dễ. Cái dễ đó là cái gì? Là cái âm chính đó, là cái âm nó mang cái chủ âm, tức là mang cái dấu. Không có bao giờ mà bỏ cái dấu ở trên cái âm đệm, mà chúng ta chỉ bỏ cái dấu ở trên cái âm chính mà thôi. Quý vị đồng ý cho không ạ? Dạ. Và như vậy đó, thì mình có quyền mình bỏ cái dấu ở trên cái âm đầu không? Tức là phụ âm á. Tôi cá với các quý vị chiều nay đó, nếu mà quý vị đã cho tôi biết rằng quý vị có thể bỏ dấu được trên cái phụ âm á, thì chiều nay mình không đi đêm dự khi đêm nhắm quá. Dạ. Cho nên âm đầu á là cái phụ âm của chúng ta, mà trong cái phụ âm đó
chúng ta có 17 cái phụ âm và 11 cái chữ ghép. Mấy cái đó quý vị đã nghe rồi, thành ra tôi không phải nói thêm. Qua tới cái thứ hai nữa là cái âm đệm là cái gì? Âm đệm là những cái mà nó phụ nhưng mà nó phải có. Là bởi vì cái tiếng của chúng ta là những cái tiếng có thanh điệu. Vì vậy cho nên cái âm đệm đó, nó giúp cho chúng ta đọc được thêm cái chữ và cái tiếng. Thầy Trần Chân Trí đã có nói về cái vấn đề ba cái ước lệ đó, là đưa cái chữ cái đó. Chứ còn sự thật ra từ Việt Nam của chúng ta mà nói được cái tiếng Việt Nam là bởi vì chúng ta có những cái ước lệ, chúng ta tùy tiện, đúng vậy. Nhưng mà cái ước lệ của chúng ta là chúng ta có những cái gì mà để khiến cho quý vị đọc được cái tiếng và cái chữ bằng cái chữ viết của chữ Việt. Không biết tôi nói có đủ hay không, nhưng mà vâng, thì tôi đã nói xong rồi. Âm chính là mang cái dấu, rồi âm đệm là làm tầm hòa cái âm sắc. Cái âm cuối đây là một cái điểm mà tôi có thể tôi nói thêm cái credit của tôi chút xíu. Tại sao mình có cái âm cuối? Là bởi vì nếu mà quý vị nhìn kỹ đó, thì chúng ta có cái vấn đề bốn cái loại vần. Vần thứ nhất là cái vần đơn, tức là một cái nguyên âm á, nó đã cộng với thêm những cái râu ria rậm rạp á, thì chúng ta đã có thành một chữ rồi, một tiếng rồi. Rồi một cái thứ hai nữa là chúng ta nói, không phải là chúng ta nói để mà nói, mà chúng ta biết ngừng. Vì vậy cho nên cái âm cuối đó là những cái phụ âm, nó làm cho mình nói, mình ngừng, hoặc là mình mở miệng ra cái gì đó. Thì những cái âm cuối đó nó giúp cho chúng ta cái chuyện đó. Cái âm cuối đó là những cái phụ âm, mà đồng thời nó cũng có những cái tán nguyên âm ngắn, hoặc là âm cuối u hoặc là âm cuối y. Ví dụ như mình nói cái tai, dạ, cái tai, còn cái này là cái tai, hai chữ nó khác nhau rõ ràng như ban ngày. Quý vị cứ thường nói các em, cái tai của các em đâu, rồi nói cái tai của các em đâu, thấy ngay cái chữ y với chữ y gạch. Rồi mình nói tới cái chữ u, nó hơi rắc rối một chút nhưng mà cũng dễ. Quý vị có thể nào nói được cái chữ toán, tức là cái chữ o ở đằng trước, hoặc là nói chữ tán, hai cái chữ nó khác nhau. Tuấn khác nhau mà tán cũng khác nhau, cho nên tiếng Việt mình hay lắm quý vị ơi. Mấy ông cố đạo đó có lẽ là mấy ông bàn thảo với nhau rồi rốt cuộc đi tới được những cái chữ mà nó lúc nào nó cũng giúp cho mình build up được những cái ngôn ngữ mới, những chữ mới, những tiếng mới. Cho nên hôm nay tôi muốn vắn tắt cái bài thuyết trình của tôi để tôi đi tới một cái điểm khác quan trọng hơn, là cái vấn đề sổ tai âm tiết tiếng Việt. Không biết là quý vị thầy cô đã học bao nhiêu giáo sư dạy về tiếng Việt, nhưng mà có thầy cô nào nói về cái vấn đề âm tiết một cách rõ ràng mà chia ly như tôi hay không? Cái chia ly đó là gì? Là tiếng Việt Nam của chúng ta có được cái âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối. Nhớ cái đó rồi đó. Cái đó là cái vũ khí lợi hại vô cùng. Cái vũ khí đó đó, bắn một cái đó, ông Bùi Hiền á, chết liền. Bởi vì như thế này nè, cái gì nước đâu nó cũng có cái lớp lan bà vợ đó, chỉ có cái sự vô minh là không biết mà thôi.
chứ còn đây là cái vũ khí của quý vị. Quý vị càng đi sâu vào, không phải là càng học thấy mình còn kém, mà càng học thấy mình càng tiến bộ hơn. Và hôm nay có được cái cơ may chúng ta cùng với nhau, nhất là ở đây chúng ta có rất nhiều những cái quý vị ở trên cái bục giảng cũng như là ngồi ở kia, là những nhà ngôn ngữ thầm lặng. Chúng biết có tiến sĩ Phạm Văn Hải ở đây. Chúng ta có tiến sĩ Đoàn Trung Pháp hay không? Chúng ta có nhà văn, nhà thơ Yên Sơn. Chúng ta còn có những vị thầm lặng, những vị rất là giỏi, nhưng mà không muốn nói để ngầu mà nghe. Vì vậy cho nên tôi rất là trân quý những cái điểm đó. Thành ra tôi cũng muốn rìu đôi chút thôi. Dạ, thì cái sự muốn rìu này đó, nó đi tới một cái như thế này. Chúng ta nên có một cái sự dây nối kết. Cái sự nối kết đó bằng cái gì? Bằng những cái sổ tay âm tiết. Mỗi thầy, mỗi cô ở tại các trung tâm Việt ngữ đó là những cái nốt, những cái đơn vị chính yếu để mà làm thành ra những cái sổ tay âm tiết tính chính tả tiếng Việt, làm cho quý thầy cô, mà đồng thời cũng khuyến khích cho những cái đứa học trò môn đệ mình khóa nói tiếng Hán, những môn đệ của mình đó có những cái sổ tay âm tiết. Là cái sổ tay âm tiết đó nó là một cái sự nối kết. Chẳng hạn như bây giờ tôi lấy ví dụ như thế này, tôi ái mộ học giả Đỗ Thông Minh, thành ra tôi nói rằng các em nên làm một cái bài tập cho tôi sổ tay âm tiết chính tả Đỗ Thông Minh. Nói ra chưa đủ, phải nói rằng sổ tay âm tiết chính tả Đỗ Thông Minh, lá thư Đông Kinh. Rồi mình làm cái gì nữa? Mình mới lấy mấy cái bài thơ, không phải, lấy những cái thư, cả trăm cái thư, 500 cái thư đó, mình nhét vô trong thành ra cái nội dung. Như vậy đó, thì mình làm một cái connect. Trong cuộc đời của mình á, sự thật ra chỉ có vấn đề connect thôi. Vợ chồng quan hệ là một cái connection. Quý vị connect được với những người mà danh tiếng là một cái connection thứ hai. Rồi lại mình làm cái connect giữa cái trung tâm Việt ngữ này với những trung tâm Việt ngữ khác. Tất cả đều là connect. Nó trở thành ra một cái network. Mà cái network đó nó là một cái open network. Tức là mình có thể mình build up được nhiều cái sổ tay âm tiết tiếng Việt. Để chi? Để mình làm những cái homework assignment cho môn đệ của mình, học trò của mình. Để rồi họ có dịp họ tìm hiểu thêm. Ông giáo sư Đàm Trung Pháp là ai? Ông giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hải là ai? Nếu mà mình lấy những cái bài của những vị đó, mình sẽ thấy được gì? Cái khám phá của mình đó là nó có những cái ngôn ngữ mà những cái ông thầy đó dùng ở trong cái bài nói, và trong những cái đó nó giúp cho mình lĩnh hội được những cái điều mình muốn cho học trò của mình hiểu thêm. Tất cả vấn đề đều là connection hết. Mà cái connection của mình á, thú vị nhất á, là mình được cởi lên lưng của những vị khác. Trên lưng của học giả Đỗ Thông Minh có tôi, có thầy Sơn Thuận, rồi có thầy Trần Kiến Trí. Tôi build up cái đó bằng cái là tôi ở trên lưng của những người kia. Rất tiếc là sau lưng của tôi ngày mai lại có tiến sĩ Trần Minh Tâm, rồi lại có ông tiến sĩ Trần Ngọc Dũng. Ông nặng ký lắm á. Là bởi vì nếu mà quý vị, nếu mà làm một cái sổ tay âm tiết Trần Ngọc Dũng mà để vô thêm cái chữ tìm hiểu chữ Hán, thì quý vị sẽ thấy một lô những chữ Hán ra, rồi những cái âm tiết
đều là những cái tiếng Hán Việt được biêu âm. Và như vậy thì chúng ta khỏe quá đi. Học trò của chúng ta có được những cái vị kia đã làm homework cho mình. Mình khỏe quá, mình biểu cho nó làm cái homework của mình. Rồi rồi đó, đúc kết những cái âm tiết mà quý vị đó đã viết trong cái bài đó. Thì như vậy, mình khỏi làm bài. Mình có cái vốn rồi, mình chỉ xào nấu lại thôi. Nhưng mà cái thú vị hơn nữa là một lát nữa đây, tôi sẽ nói cái gì mà tôi đóng góp được. Thưa quý vị, tôi có thể tôi đóng góp bằng một cái là không biết có quý vị nào mà không biết tôi còn chừng khoảng nửa phần nữa để tôi trình bày những cái chi tiết hơn. Tôi có được bao nhiêu phút nữa chứ chị? Nửa phút nữa thôi. Thời gian nói như bốn câu qua cửa sổ. Đấy, thành ra vì vậy cho nên tôi không có đủ thời giờ, nhưng mà không sao. Tôi muốn nói một cái vấn đề. Đâu có quý vị lấy giờ của tôi đấy. Đấy. Ý tôi muốn nói là như thế này. Mỗi một cái vị học giả hay là không học giả đều có một số vốn, những cái âm tiết mà khi mà mình đọc những cái bài hay là những cái nghiên cứu hay những cái thảo luận, không có đi đâu xa đâu, ở trong website đó mà có được, là chúng ta đi vô một cái phương trời mở rộng hơn tan đầy hoa thơm cỏ lạ. Mà không phải đâu, không phải là khám phá những cái những nhà nghiên cứu, mà khám phá cả thầy và cô của chúng mình nữa. Thầy cô của chúng mình là những cái sổ tay âm tiết tiếng Việt. Quý thầy quý cô đều có thể build up những cái sổ tay âm tiết riêng của mình. Rồi xong xuôi đó, biến những cái đứa học trò của mình thành ra những cái sổ tay âm tiết tiếng Việt sống. Vì vậy cho nên chừng lớp khoảng sau khi mà mình họp cái hội nghị này hôm nay, nếu mà quý thầy cô cùng nhập vô trong cái đoàn người đó, mình biến thành ra một cái Grand Army, tức là kỳ sau này đó, chúng ta sẽ không biết có bao nhiêu là cái sổ tay âm tiết tiếng Việt ở trung tâm Văn Lang, ở cộng đồng Thánh Linh, ở cái gì đó. Mình có tới cả trăm trung tâm Việt ngữ rồi. Thì không có giờ là mình có thể nào mà cái thằng trung cộng nó có thể nó chiếm mình được. Tại vì mình trên cái không hết giờ rồi, thật cái này. Dạ vâng, có lẽ mình để giờ cho các thầy cô đặt câu hỏi. Phải nếu như vậy thì tôi tưởng là tôi nói cái đề tài này nó không có đủ cái gì để nói, nhưng mà quá ra đó. Và tôi nói được hết mà tôi chưa nói. Xin cảm ơn. Tôi quên nói. Quý thầy cô là cái trang 300 từ 660 cho tới 86 thì phải, là có cái sự cô đọng của cái bài thuyết trình của tôi. Thành ra vì vậy cho nên tôi xin chấm dứt ở đây để quý thầy quý cô hỏi giùm tôi những cái câu hỏi mà tôi không trả lời được. Nếu mà tôi không trả lời được á, thì tôi có thầy Trần Quý Bích ở đây, rồi tôi lại có tòa án nhân dân nữa. Đây. Và tất cả chúng ta cùng làm nhiều cái công chuyện mà rất là thú vị. Xin cho tôi tạm chấm dứt ở đây. Và xin cảm ơn. Dạ, tôi không biết là các thầy cô nào, có thầy cô nào mở hàng trước ạ? Vâng, em theo lời của vị khách hồi nãy có hỏi, vị nói là thầy sẽ giải thích sau. Thì
không biết thầy sẽ cho quý vị khán giả hoặc là những người nào mà không chưa rành giáo hỏi về quốc ngữ biết được là có cái mẹo nào để mà giúp cho các học sinh sinh viên có thể define những cái dấu. Em biết là trong ngôn ngữ học là một người sinh viên có thể cho chứng chỉ hồi xưa thì trong cái linguistics cái phonetics nó có cái phần từ là reduplicative word, những cái chữ như là ngoan ngoãn thì mình biết á, là ngoan và chữ ngoãn sẽ là dấu hỏi. Thì ví dụ như ngày hôm nay thì không biết là thầy có những cái mẹo nào để giúp cho các em vâng, xin lỗi tôi cảm ơn cái câu hỏi của anh để tôi có dịp để mình đi vào trong cái đề tài chính của tôi đó. Là mình có chính cái nguyên tắc thanh điệu hỏi ngã. Quý vị mà thấy rằng tôi nói chính cái nguyên tắc đó đó, nó liên hệ tới hai phần tiếng Hán Việt và tiếng thuần ngôn. Hán Việt là gì? Là tức là mình Việt Nam quá những cái chữ Hán thành ra cái tiếng của mình. Thì cái đó nó có những cái quy luật về hỏi ngã đàng hoàng hơn. Thì chẳng hạn như tôi nói về cái nguyên tắc như thế này, là những cái tiếng mà phụ âm đầu thuộc loại L, M, N, 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 H, N, G và trọng âm B, V đều có dấu ngã vì nó thuộc cái trọng âm. Thầy Billy nắm vững chưa? Cái nguyên tắc số 1 là vậy đó. Những cái gì có dấu ngã là cái từ Hán Việt có phụ âm đầu. Đó, mấy cái chữ đó. Mình nhớ cái mẹo này dễ lắm. Mình nên nhớ viết là dấu ngã M, N, H, N, V, L, L, D và N. Trang 65. Mình nhớ nên viết là dấu ngã. Rồi, học xong được một quy tắc rồi. Rồi học tới cái quy tắc thứ hai nữa. Là viết câu hỏi. Nếu những cái tiếng Hán Việt nào khởi đầu bằng các nguyên âm A, A, I, Y, A, O, U, hoặc nguyên âm, cái bán nguyên âm cuối hay là phụ âm cuối, hữu thanh, có như chữ hải nè, ảm, ảnh, ảo, ấm, ấn, ẩu, ổn, vân vân. Tại vì những cái gì mà gọi là thanh, âm, ẩm thì mình mở câu hỏi. Ồ, cái đó là ăn cơm được rồi đấy. Rồi cái nguyên tắc thứ ba là cái luật thanh trọng. Những tiếng Hán Việt khởi đầu bằng mấy phụ âm khác như là B, C, D, H, K, Q, U và T đều có hai bậc thanh và trọng. Mình phải tra từ điển, cái đó bó buộc rồi. Mình đi học mà mình không có cuốn từ điển, nhất là cái cuốn từ điển đắt hàng mà đắt giá mà rẻ tiền nhất là của giáo sư Sông Đồng. Và hai cái sổ tay quyển số 1 và quyển số 2 là những cái bài mà thuyết trình của tôi ở đây nó nằm ở trong hai cái quyển đó thôi. Rồi bây giờ mình nói cái gì nữa? Nhớ một cái nguyên tắc rất là căn bản đó, là không xét hỏi thì đánh dấu hỏi, mà quyền năng ngã thì đánh dấu ngã. Dạ, cảm ơn Đình Bì hỏi nha. Xin có câu hỏi thứ hai. Dạ, thưa quý vị tiến sĩ Văn Hóa, hồi nãy Đức Thầy có nói là tiếng Việt Nam mình là tình thế ân sủng và quý báu. Thì với bản thân tôi thấy là có lẽ là thượng đế cho tiếng Việt Nam mình qua các kỳ giáo đạo hồi xưa. Mà tôi chắc rằng các vị giáo đạo đó có thể là tới giờ phút này còn sống á, cũng chưa biết được những cái mà tiếng Việt Nam mình nó phong phú. Ví dụ như tại sao
gọi là cười, C-ư-ơ, tàn, chữ cười. Và bỏ ngược cái dấu lại là cưới. Tại sao vậy? Tại sao vừa mở miệng lên cái gọi là cười, hai người kết với nhau gọi là cưới? Thưa thầy, hãy thầy khỏi hỏi cần thêm. Nam với nữ gặp nhau cười là xong rồi, mình đi làm đám cưới liền. Trong một tiếng đồng hồ là mình có thể quyết định một cách sai lầm về cuộc đời của mình. Hồi xưa nó ví dụ như là họ viết tự chữ tiên, họ viết chữ nhân ở trên chữ sơn là cái núi. Còn cái Việt Nam của mình á, bản thân tôi nghĩ thì đây là chữ tự, là chữ cười, tức là cứu ơn. Chữ cưới đó là cứu ơn. Từ kia cứ gọi anh ơi, mình cứ ơi đi, ơi mãi ơi mãi ơi tới rồi để làm thì tới kết quả cuối cùng cười. Cừu ơi, cái người mà chịu được tất cả mọi sự dằn vặt được đó, mà vẫn miệng được đó, thì người đó mới là cừu. Ví dụ như là chữ vợ chồng, chúng ta hay xài hoài hai chữ. Người đàn ông thì là chồng, người đàn vợ, người đàn bà là vợ. Tại sao vậy? Cái này mình đi vào trong cái sự cách nghĩa của cái Việt Nam mình bằng đạo lý. Vợ là vơ ngại. Tức là cái người mà về nhà con nữa là nói chuyện tổng tải của mình là lạ. Mọi chuyện cho hết mình nghe nói đó. Đã là cái người vợ trong nhà không. Ngay cả tiền bạc đi làm được. Còn chồng là sao? Chồng là ở một thân hay một mình mình đó, là mình chịu trách nhiệm của mình, không lo ăn lo ngủ là đã mệt rồi. Bây giờ lại giúp thêm một người về, một người về là thêm hai người phải lo. Trẻ đang đã còn nữa, có phải là cái chồng lên không muốn mà đó là đạo lý. Cho tôi nghĩ là cái này là để cho xuống cho cô hoàng phải thấy mình tự động động. Cảm ơn thầy đã giảng bài giùm tôi trong lúc mà tôi đi tìm một cái file rất là đặc ý. Bây giờ tôi đã tìm được cái file rồi thì thầy cứ ngồi yên, thầy ngồi xuống rồi tôi nói tiếp. Tôi muốn nói một cái điều rất là thú vị. Quý vị thấy được học giả Đỗ Thông Minh ở đây, nhưng ngày mai 21 rồi ổng cũng cúng gói ổng về trong kinh đó, thì làm sao mà quý thầy còn được connect được với ông Đỗ Thông Minh, và để cho những học trò còn connect được với thầy Đỗ Thông Minh hoặc là connect với tôi cũng vậy thôi. Tức là bây giờ đó, hôm nay hữu tình ta lại gặp ta, chớ hút này tôi vẫn mới là anh em, dạ không có chị em. Ý tôi muốn nói là như thế nào, muốn cho những người học trò của mình đó connect được với cụ học giả Trần Trọng Kim thì bằng cách là mình lấy cái quyển Một Cơn Gió Bụi của ẩm, mình để mình đi xem cái cuộc đời của ổng luân lạc như thế nào. Mà trong đó đó, ổng dùng rất là nhiều cái âm tiết rất là bộc lộ không biết bao nhiêu nỗi niềm tâm sự, và dùng những cái danh từ hay là những cái âm tiết nó có tính cách gắn bó với mình. Cho nên khi mà chúng ta tìm được ra cái này rồi đó, mình dựng người thiên cổ dạy lại đem hồn ngủ lúc xuân đi đó. Dĩ nhiên là tôi nói là một người đã quá vãng quá cố rồi, nhưng còn cái mà người mà có thể mình connect được nhiều mà cuộc sống đây là sổ tay anh tiết học giả Đỗ Thông Minh, thư Đông Kinh. Mình vô cái bài
tính cách thì nhà Đỗ Thanh Minh kiểu học trò nó làm cái assignment, nó click cái website này thì cái điều mà trước tiên là thấy cái cô nhân mặc áo kimono mỹ miều hiện ra, thấy cái đó cũng vui rồi, nhưng mà vui chưa hết là mình thấy được cái tâm tình của học giả Đỗ Thanh Minh nói về cái tính cách của người Nhật. Học giả đã sống ở Tokyo hơn nửa đời người, không phải đúng rồi ạ, mất có 48 năm. Thì như vậy đó, mình lấy tất cả những cái vốn liếng của hiểu biết của thầy Đỗ Thanh Minh để mà mình đúc kết ra thành cái câu này. Đúng như vậy, cười rồi cưới, chữ tài liền với chữ tai một vần. Cảm ơn, nói vậy là đủ rồi đấy. Rồi mình muốn connect với âm tiến sĩ Công hả? Âm đó gốc gác là Việt Nam Cộng Hòa. Mình xem cho cái ổng muốn nói cái gì, ổng gửi đi cái tâm tình của ổng là cái gì. Ổng có viết một cái quyển, một cái tập sách nhỏ thôi, Hiến pháp dân chủ cái nền Đệ Tam Cộng Hòa. Tôi xin hỏi bác sĩ Song Tú, Đệ Tam Cộng Hòa có chưa? Việt Nam Cộng Hòa nào hả? Mình mới có Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa, mình có Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Cái Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đó là cái của quý thầy cô đó. Và ở đây nè, quý vị biêu áp và hình thành. Giả dụ một cái ngày nào gần thôi, Cộng sản nó răng cu lơ ra, nó chết. Quý vị trở về Việt Nam, quý vị làm cái gì? Đầu tiên là phải làm một cái hiến pháp để làm cái nền tảng cho một cái nền Đệ Tam Cộng Hòa. Xin cảm ơn tôi, tại vì trước đây là cái sản phẩm của một ông cụ già. Đấy, tôi đã viết thành ra cái hiến pháp dân chủ cho nền Đệ Tam Cộng Hòa để tặng cho bác sĩ Nguyễn Song Tú, con của giáo sư Nguyễn Song Thuận, chồng của cô Nguyễn Diễm, dạ, bố của etc. Nhiều lắm. Ý tôi muốn nói cái gì? Chúng ta có được một cái nguồn rất là quý, được quý thật đó, là đây tôi cũng bỏ, nghĩa là vài năm để mà tôi hoàn thành cái đó. Mà cái lúc bây giờ đó, tôi đọc cái hiến pháp 1993 của Cộng sản đó, thì mình thấy rằng quá tệ. Nó đẩy đảng ở trên Tổ quốc. Thì như vậy là xong rồi. Cái hiến pháp mà tôi viết này đó là một cái hiến pháp, nó là tổng cộng được cái tất cả những cái tinh hoa của dân chủ trên thế giới. Hoa Kỳ có này, dĩ nhiên là cũng có Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, có Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ là tới phiên các vị chủ trẻ biêu áp cái Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì nếu mà quý vị làm xong đó, thì làm sao mà mình nói được tiếng Việt còn, nước ta còn. Dạ. Rồi chưa hết. Bây giờ thì đi qua có một câu chuyện. Đây này, quý vị có thấy Cốc Kiều không? Quý vị có biết là Truyện Kiều có bao nhiêu câu không? 3.254 câu. Nếu mà quý vị biêu ấp được cái sổ tay âm tiết Truyện Kiều thì trong đó rất là nhiều lắm. Mà tóm tắt là chỉ có 2 câu à. Trăm năm cũng cõi người ta, ngu vui cũng được một vài trống canh. Thấy không? Đấy, cả một cái cuộc đời lung lạc của cô Thúy Kiều 15 năm, mình chỉ thấy có 2 câu thôi.
mà trăm năm trong cõi người ta thì giống như giáo sư Song Thần ông sẽ nói là trăm năm mà thầy rất là vui, thầy nói là trăm năm, thầy nói như vậy, nhưng mà thầy Song Thần nó nói trăm năm thì đó, nhưng mà thầy viết là trăm năm. Dạ, cảm ơn thầy. Và thầy không nên quên được viết đúng chính tả, viết chính tả không theo cái cách tiếng phát âm. Dạ, vậy xong rồi. Bây giờ đó, không biết giáo sư Đoàn Trung Pháp ở đây không ạ? Đoàn Trung Pháp. Dạ, ổng về rồi, ổng cũng hơi mệt mỏi tại vì ổng về hưu rồi. Thầy sao tao đây phải cho ổng về hưu. Bây giờ mình nói chuyện văn chương, mình nói chuyện thơ đi. Chẳng hạn như đây này, cái này không phải là tôi nói bông lâm đâu. Ý tôi muốn nói rằng quý thầy, quý cô nên dùng cái vũ khí mà hay là cái gì mà mới mà tôi nói đây là sổ tay âm tiết tiếng Việt và build up những cái đó cho chính quý thầy cô ở tại trung tâm, phổ biến càng nhiều càng tốt, và phổ biến cái đó cho những cái học trò của mình để nó làm ra những cái sổ tay âm tiết mới do cái assignment của mình. Thành ra một lúc nữa đó, chúng ta có thiên cả ngàn, cả trăm, cả ngàn, mình nói cả ngàn thì hơi nhiều, nhưng mà cả trăm những cái năm qua tháng lại thì mình thấy rõ ràng rằng tiếng Việt của mình rất là dồi dào. Mình căn cứ vào những cái gì mà mình có được. Chẳng hạn như trong cái bài mà của nhà thơ Nguyễn Khuyến chỉ có 8 câu thôi, mà 8 câu đó là đề, rồi thực, rồi luận, rồi kết. Vậy mà viết một bài thơ thu điếu, tức là không phải là mùa thu mà để hút điếu thuốc đâu, mà điếu rồi cá, tức là câu cá mùa thu. Dạ, hao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu té tẻo teo. Dạ là xong được cái đề rồi. Rồi mình vô cái thực. Cái thực là cái gì? Sóng nước theo làn hơi gượng tí, lá vàng trước gió khẽ rơi vèo. Hay rồi, cái đó là ăn tiền đó. Lớn tình mây lơ lửng trời xanh ngắn, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, rồi tở gói âm cầu cầm lâu chẳng được, đá đâu đốt đậm dưới chân bèo. Tôi đọc cái bài thơ Nguyễn Khuyến này đó, thầy Bùi Đức Nguyên chắc là dám bay về Hà Nội để tìm cái mùa thu lá vàng ở bên đó. Đấy, nhưng mà anyway, đá chân bèo, dưới chân bèo, con cá nó không có đá được, sao con cá nó có chân. Thầy thành pháp lý nguyên. Nhưng mà quý vị mình tỉ trong cái này á, thiền ở đây nè, nó có một cái gì mà lung linh nhanh mảnh ở đây. Tôi không muốn nói, nhưng mà đây là những cái anh lão này buông cái cần, mà ổng già quá rồi, ổng không có dở cái cần lên được, ổng thả cái cần xuống. Nhưng mà đó là rồi, thì bây giờ đó, quý vị mà muốn đi tìm về đảo cũ xa xưa, cái lúc mà mình còn mơ mộng đó, cái lúc mà mình đọc cái tiểu thuyết của Hồn 40 Tiên của Khai Hân, thì mình có thể mình đi tìm cái Hồn 40 Tiên, rồi mình nói học trò của mình bây giờ mình cũng là biểu, hay là mình là thầy cô rồi, thành ra mình có quyền mình để cho những học trò của mình làm cái sổ tay âm tiết Hồn 40 Tiên, đem cái câu chuyện ngắn đó tách nó ra để lấy tất cả những cái âm tiết để cô đọng thành được cái sổ tay âm tiết tiếng Việt. Vì vậy cho nên mà quý thầy quý cô mà làm cái này được rồi đó, thì quý thầy quý cô có vốn rồi, mình á, mình sẽ hợp tác với nhau, mình in ra những cái quyển sổ tay âm tiết tiếng Việt. Nhưng mà chưa hết,
tôi muốn đây này, xin vào cái sổ tay anh Tiết, nhà giáo Võ Minh Phượng. Cô em hát cái bài kia, chúng ta tiếng Việt, quý vị thấy không? Đây là cô Minh Phượng với cháu rất là xinh xắn. Có thể đây là một cái biểu trưng, nhưng mà cái thật là như đây này, mộng và thật thật là mộng. Quý vị muốn có biết được thật á, tôi xin biểu hiện ngay. Đây là bài thương ca tiếng Việt mà cô Minh Phượng đã hát cho chúng ta nghe qua YouTube. Thì bây giờ đó, nghe cái ảo đó nó không thật bằng cái thật. Xin mời cô Minh Phượng hát được cho tôi cái bài chúng ta tiếng Việt. Xin cảm ơn. Hát ca như đó, có hát ca như đó em ạ. Sắc mắt, có dấu sắc nữa. Hỏi sao thế này thì lúc đó mới dấu hỏi. Cho nên
phủ phàng là không không lứa hợp với cái đạo đó. Đấy là chúng ta có ý kiến. Vâng, à, cảm ơn thầy. Cái chuyện này đó nó rất là vui, là chị Huyền mang nặng mà đau, bởi vì chị cười trước mà chị quên à. cái chuyện là chị đi cưới rồi chị mới có bầu, rồi anh đó mới mang nặng, mới ngã đau. Một người phụ nữ mà thai nghén mà té là cái đẹp nhất ở trong cuộc đời. Là vì ai mà nên nổi? Vì ai? Vì à, người đẹp trai tên là Billy. Dạ xin thầy có ý kiến. Dạ vâng, xin là mời giáo sư Trần Lê Bích, và có lẽ thời giờ của chúng ta cũng cần thêm, cho nên nếu quý vị nào ở dưới còn những câu hỏi thì xin cho chúng tôi biết trước khi chúng ta kết thúc. Tôi xin góp rất kinh nghiệm ạ. Cái đầu tiên tôi xin thẳng có một người bạn rất thân của tôi là giáo sư Trần Đình Trí. Thầy Trí nói là muốn chính cả phải nói cho đúng, phải kể ở Hà Nội để góc nhìn. Thì cái đó đã tôi là đúng. Nhưng có một trường hợp một người miền Nam nhưng mà rất gọi là hỏi giá, mình tìm được cái luật về hỏi giá để dạy chúng ta, mà chúng tôi cũng vui vẻ được học. Đó là giáo sư Lê Ngọc Trúc. Các thương chủ hoàn toàn sinh trưởng ở miền Nam, nhưng mà khi viết được cuốn chính cả Việt ngữ, ông tìm được cái luật. Và giáo sư Song Thuần vừa mới nhắc qua cái luật đó là ông chia luật bổng trầm. Ông chia ra ba, tiếng Việt có sáu thanh phải không ạ? Thì ba thanh cao, ba thanh bổng, tức là ngang không có dấu, sắc và hỏi. Thì những tiếng nó ngang sắc hỏi là nó bổng. Thế ba thanh trầm là huyền, ngã nặng. Thế thì cái luật của ông là như tiếng kép thì như tiếng bổng lưu nhau. Phú phàm, phú đi với phàm, phàm là dấu huyền thì phú bắt bộ dấu ngã thôi, không thể hỏi được. Phú là lẻ loi, đi với loi thì sẽ lẻ và là dấu hỏi, lẻ loi không lẽ được. Bây giờ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, chứ ngẩn thế nào, đi với ngơ mà đi ngẩn và là dấu hỏi, hay là sẽ lanh lảnh đi với lanh, cái lảnh và dấu hỏi. Nhã nhặn, đi với nhặn thì đương nhiên phải là dấu ngã, nhã, dấu ngã. Thế cái luật đó các người tìm ra là người Việt Nam. Thế thì chúng tôi may mắn tìm được cái cuốn chính là Việt ngữ của câu luật của giáo sư Lê Ngọc Trung. Tôi đưa vào bản danh Song Thuận và tôi nhờ Song Thuận in ra nhiều bản để mới đưa cho ban và chính là đều có. Nhưng bây giờ tôi mới tìm được một người bạn mới cho tôi bản PDF. Tức là bây giờ cuốn đó, bây giờ có bản in thì quý lắm, nhưng mà không có bản in thì cái bản PDF đưa vào trong net có thể gửi qua email. Thì sau này đó, tôi xin nhờ giáo sư Huê của mấy email của tôi. Và bây giờ quý thầy cô nào tất cả trong phòng này ai muốn có của đó bản PDF thì là cho tôi email, tôi sẽ chuyển tới mọi email. Còn bản thì không biết thì tôi sẽ chuyển cho mọi người. Cảm ơn tôi. Tức là chúng ta nên đọc đúng mức chính tả hoài ngã cái luật phòng trầm của nhà ngữ học Lê Ngọc Trung, là vị thầy Trung, vị thầy của chúng tôi, vị thầy của thầy Hải, là vị thầy chúng ta. Thì đó là người Việt Nam nhưng mà chưa rất giỏi và đã rất nhẹ cảm. Rất là cảm ơn thầy. Cảm ơn bên thầy Phá Hoàng Học. Dạ vâng, dạ. Có một câu hỏi bên này. Dạ đây là câu hỏi chó. Cho nên nó có nhiều cái thú vị lắm. Tôi xin nói như thế này, ngày hôm nay đó tôi học rất là nhiều, học ở chỗ là từ quý thầy cô cũng như học được cái trong cái connection
Và tôi xin nói như thế này, ngày hôm nay không phải là chúng ta đến đây để mà chúng ta hội thảo, bàn luận, nhưng mà chúng ta nối kết để những cái ngày mà quý vị trở về trung tâm Việt ngữ để mà miệt mài với học trò, mình còn nhớ một chút gì, còn một chút gì để nhớ, để thương. Thì cái nhớ đây này là những cái mà mình làm cái sổ tay ăn tiết tiếng Việt, để rồi từ đó mình biêu ấp một cái gì cho tiếng Việt Nam. Xin một lần nữa nói rằng tiếng Việt còn thì nước ta còn. Dạ, rất xin cảm ơn quý vị. Xin một câu hỏi. Tiếp tiếp và còn một câu hỏi nữa của nhà văn Lai Yên Sơn ạ. Dạ, không phải. Không phải có câu hỏi gì, nhưng mà có số một sáu cái quý vị có hỏi về cái software viết tiếng Việt mà chúng tôi để có nói đó, thì chúng tôi xin nói rõ là quý vị ghi số dùm là phương tiện Việt Nam đó, thì là tvvn.org. Rồi quý vị vào diễn đàn, tìm tới nhà em Việt, em rồi chữ Việt. Và quý vị đau đó nó rất là dễ mà xài. Tôi xài, tôi thật sự là tôi xài mười mấy năm, hơn 15 năm không có xài. Được rồi, thôi hết giờ, 5 giờ rồi. Bây giờ con bác sĩ Sẵn Tú. Vâng, anh nói nhanh như câu hỏi trước. Dạ. Dạ, vậy em xin hỏi cái này, đó là thắc mắc của em là dựa trên cái quy tắc mà ở trong sách của những sĩ, đó là khi mình đặt dấu mà hỏi ngã vậy thì em tìm thấy có hai từ nó theo cái quy tắc này đó, nhưng mà nó không có đúng, đó là từ dân đảng và từ đồng đảng. Đối với cái mà không sắc hỏi thì là mình đặt hỏi thì rõ ràng cái dân đảng này phải là dấu dấu hỏi, còn mà cái quyền với sẵn cảm ơn thầy mới vừa hỏi cái câu đó, mình sẽ sửa sai, mình cũng không muộn. Không lẽ ngày hôm mai chỉ tối hôm nay mình đi đêm văn hóa rồi ngày mai mình không trở lại. Anh đây vì vậy cho nên xin một lần nữa cảm ơn quý thầy cô, chúc quý thầy cô dạ thôi ba thầy cái chữ hồi nãy mình nói là mình cười, mình gặp cô mình cười xong rồi mình cưới, nhưng mà sau đó mình lại chỉ cười, thì tại sao là phải dấu ngã mà không phải dấu hỏi vậy? Là anh cười như thì dễ quá rồi. Bác sĩ Sông Tú hỏi cho nó vui thôi, chứ thầy biết rồi.